Rồi hello, xin chào anh em ha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em. Rồi tiếp tục phục vụ cho anh em về đầu điện nha. Đó, đã có máy bành dây điện nè. Chuyên zin không à. Mới lắm anh em. Dây này tầm 4 mét mấy nè. Có bành này 7 mét nè. Bành này dây cắt ngang đây nha anh em. Ha, đầu quấn keo nè, nhưng mà ngấy nè. Rồi, 4 cộng này bán cho anh em 250 ha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cộng này thì 2 lỗi nha. 3 lỗi nè. 2 nè. 3 luôn. 3 ha. Rồi. 4 cộng 250.000. Anh em chuyển khoản chuyển cho em 270 em bao ship nha. Rồi, anh em mua liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề hoặc là Zalo. Zalo em số 081 507 2225 nha anh em.